Chào tất cả anh em nhé. Cảm ơn anh em đã quay trở lại với máy xúc Việt Nam Vlog. Cái công trình mà mình đi san đồi này mọi người thì đã xong, đã ổn rồi. Và bây giờ hai máy của mình đang đào cái bể nhà tắm. Đây có con Kubota nó đang xúc cho xe kìa mình. Đây là cái móng nhà tắm này. Cái đất trên chỗ mà cái bệ máy đứng ấy là nó rất là mềm, cho nên là mình mới xúc đất lên trên bên trên này để cho con Kubota nó quăng đất ra ngoài. Còn đây là cái hố bể phốt này. Cái hố này là hố bể phốt mọi người nhé. Đang xúc xe ở trên đây kìa. Máy thì dạo này hôm nay thì trời nó cũng mưa. Đây là mùng 5 tháng 8 rồi. Bây giờ nó rơi vào 10 giờ 50 rồi. Trời nó mưa, đi làm đất tiếc nó dính. Mình đi làm cái này nó dính lắm mọi người. Hẹn mọi người là 8 giờ sáng mai thì mình sẽ đăng một video để ở cái kênh mới kia nhá. Và mình sẽ đăng ở kênh này để mọi người hãy sang bên kênh đó để giao lưu nhá. Mình đang chuẩn bị rồi, công tác chuẩn bị cũng đã sẵn sàng rồi. Còn một vài cái đang chỉnh sửa nữa thôi là đã xong rồi. Là một cái kênh mới mình phải đi học ở cái học viện. Thực ra nó hơi lâu một tí. Ngày mai thì mùng 6 thì mình thấy ngày mùng 6 tháng 8 thì có vẻ là nó đẹp ấy, cho nên là mình sẽ đăng vào ngày mai. 8 giờ 8 phút ngày mùng 6 tháng 8. Đây, cái đất này nó cũng đẹp. Công trình này mình nhận là hơn 10 triệu, mười mấy triệu hơn rồi. Làm thì nó cũng chưa đáng kể bao nhiêu lắm đâu, nhưng mà hai máy về mình làm nó mới nhanh như này. Nhưng còn nếu mà một máy thì nó cũng lai dài, nó cũng lâu phết đấy, trời mưa. Đấy, cái hố này thì nó cũng không khác gì là cái móng nhà đâu mọi người ạ. Móng cốc của cái nhà ấy, nó cái diện tích của nó là nó chỉ có khoảng gần 2 mét thôi. Nó lại nó rộng 2 mét. Cái này nó khoảng 1m7 gì đấy. Những cái đào vuông sau này người ta sẽ ấy lên. Người ta sẽ xây thẳng lên. Đây. Những cái má này là mình đào cho nó vuông để người ta đỡ phải sửa này. Thời tiết thì nó cũng mưa gió nó liên tục. Đi làm chắc anh em vậy thôi, rất là đất tiếc, nó rất là dính, làm nó không được thoải mái lắm. Máy của mình bây giờ nó bẩn hết rồi, đi vào cái chỗ bùn ấy, cái xích nó bẩn hết rồi. Bình thường trời khô ấy làm đất khô vào nó lại rơi ra thôi, nhưng mà cái đất ướt thì nó dính vào. Móng này ở chỗ này nó là hôm nay mình có đào cái gốc mít ở đây này, nên là cái đất của nó hơi mềm. Còn ở cái phía bên trong kia thì nó ấy hơn, thì bên trong kia này nó cứng hơn. Cái này thì mình cũng không làm cho nó ấy lắm, nó đẹp lắm thì mình làm qua đây để bé mà mai người ta sửa. Đứng ở bên này mình lấy đó, tí nữa lát nữa mình ra mình miết cho nó cái gầu. Đây này mọi người, móng cốc là như thế này này, không nhìn thấy ở dưới đâu. Nhưng chỗ này là không nhìn thấy thật đây này. Mình chỉ thấy những cái gì mà nó ở đằng xa xa kia thôi. Cái camera này ấy, thì khả năng là nó còn ở bên trên mắt của mình cơ. Mọi người mà thấy thì mình không thấy đâu. Nhưng mà mọi người mà không thấy nữa thì mình coi như là mình còn ở thấp hơn mà. Xúc đầy được một xe rồi. Nhà tắm này nó bé đó mà mọi người, có mỗi một nguyên một cái nhà tắm với lại một cái phòng vệ sinh khoảng hơn 1 mét thôi. Người ta đập cái nhà cũ đi, cái nhà cũ nó xây lâu lắm rồi, cái này người ta bảo xây từ năm 1980 rồi ta. Cái nhà này
tiếp thì nó để một gấu đất vào đây để nó họ sàn. Cái ấy kia vẫn phải moi đi nữa à? Đất đỏ này đây nhá. Cái này lúc nãy là nó vào cái gốc mít mà. Cái này xây gạch thôi gì? Đó. Vào cái gốc mít ở đây mình ạ. Chắc là nó nước nó chảy ở đây là nó cái mít nó hút nước nhiều á. Mềm cái đất mềm đi. Mình đứng ở này nó hơi chéo. Đó, nó tầm bằng đấy là vừa. Vì cái móng này người ta xây cái móng thì nó to thôi, cái móng này nó bằng cái gầu cái phần 5450 gì đấy thôi, nhưng mà ra đến cái chỗ khi mà người ta trồng tường ấy, người ta lại trồng nó rất mỏng đó. Vì thôi người ta nếu như người ta đặt cái bể nước ở trên cái đỉnh của cái nhà tắm thì người ta sẽ xây kiên cố, còn nếu như đổ mái không thì người ta cũng làm bình thường thôi, bởi vì là nhà mình có nhà tắm thì cũng thế mà. Nếu như mà nhà tắm để bể nước thì người ta sẽ làm cái móng nó to một tí và cái tường nó xây kiểu nó xây lên nó cũng chắc hơn. Còn nếu mà cái nhà tắm mà chỉ nguyên để cái nguyên mái không, nguyên đổ mái không ấy, thì người ta sẽ làm nó sẽ bình thường thôi, người ta không làm đến cái móng nó độ móng nó to lắm, bởi vì nó không chịu lực nữa. Cái đất này nó cũng mềm mềm, trước chỗ này nó là nước chảy. Cái bên trên này nó cứng mà. À. Cái này ra đây được chưa? Sở vuông hay gì? Ở đây nó ok rồi đấy. Thì máy thì chiều nay lại mỗi con chuyển một chỗ ấy mọi người. Nó không làm ở một chỗ nữa rồi. Ngày mai là mình sẽ từ chiều đây mình sẽ đi làm móng. Chiều nay mình làm móng, còn con kia nó sẽ đi vào chỗ cái cầu tràn. Mình sẽ sửa ở những cái dây chân này. Mình sẽ sửa cho nó đứng cái thành đúng mọi người nhé. Đấy, những cái chỗ ở trong góc này thì mình không nhìn thấy được. Và mình chỉ có móc kiểu là mình quen thì mình móc vào cho nó ấy thôi. Móc vào những cái góc đấy nó khác được không? Cây rồi, cái cây ở đây. Đắn hơn thì mình sẽ quay xuống cho mọi người xem. Cái ấy này mình đào này. Đó. Cái này nó có đá này. Cái góc này mình không nhìn rõ được đâu.
xe này nó đổ đất chắc nó không ở gần đây. Đào với cái cần kỹ thuật này thì nó cũng đơn giản thôi, nó không khó như kiểu là phần cứng kia. Đúng một chỗ mình có thể làm được hết các cái ngóc cái ngách này. Nhưng mà cần cứng thì nếu mà để đào cái ngóc cái ngách là mình cũng phải xoay cái máy đi, bởi vì nó không vuông mà. Nếu mà nó vuông thì nó là mình lại lấy được, còn nó không vuông thì mình máy mà không vuông thì mình lại không làm ấy được, không làm nó vuông ở trong góc được. Mình sẽ lùi lại, mình gạt qua cho nó, mai cho nó chặt xuống, mai người ta đỡ phải hót. Nhưng mà cái đất này nó mềm, đất này nó có nước này, mình thấy nước ở dưới không? Mình sẽ gạt qua cho nó. Đây, như này là mọi người chắc là nhìn thấy rồi này. Đây. Mình sẽ vét sạch. Vé sạch nhé. Đó này nó toàn sỏi rồi. Đó, bây giờ mình sẽ vét ở bên trong này. Có những chỗ thì mình không đào được đâu, chấp nhận là người ta phải xuống người ta đào. Mình vẫn đã đào to ra cho người ta một chút rồi, nhưng mà nó là đã vuông mọi người nhá. Đây, mình đào thừa ra một tí mà. Ok, thôi cái video của mình xin dừng lại đây. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những cái video tiếp theo. Chúc anh em thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Hẹn các bác vào 8:08 ngày 6/8. Mình sẽ đăng video đầu tiên ở cái kênh mới của mình. Mình sẽ công bố video cho các bạn. Chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe. Ok.